mình sẽ chia sẻ một cái món ăn rất là ngon từ thịt trâu mà các bạn nên làm và không nên bỏ qua, đó là món trâu lấu với sốt vang, ăn cực kỳ ngon mà lại nó không hề bị hôi nếu các bạn làm theo cách này, mà thịt rất là ngọt mềm ngon. Trâu thì mình sẽ dùng cái rảnh sườn của mình, mua khoảng 1 cân, khoảng 150 200 gì đấy về, sau đó mình sẽ rửa sạch với rượu muối gừng cho rồi để rửa nhiều lần cho nó ráo nước, để ráo nước và mình sẽ mang đi ướp với gia vị như là hạt lêm này, dầu hào này, muối này, bột ngọt này, hạt tiêu này, gói gia vị bò kho thì mình dùng luôn để gói, để làm cái bò sốt vang, à, trâu sốt vang này, và thêm một quả ớt và thêm ít gừng. Có sả để cho thêm củ sả và củ hành tây vào để khi mà mình nấu ấy nó sẽ rất là ngọt và ngon. Các bạn nêm theo khẩu vị của nhà chúng ta. Còn cái gói gia vị bò kho ấy thì mình chỉ dùng 1/3 gói để tạo cái màu và hương vị thôi. Mình không dùng quá nhiều. Rồi mình sẽ cho thịt trâu vào như này, mình ướp lên như này. Và ở đây mình cho thêm cái ít ít sách, ít ong sách của thịt trâu nữa vào để mình kho cùng, và thêm một chút rượu vang vào thì khi mà kho lên ấy thịt nó không hề hôi mà rất là thơm ngon, đúng kiểu sốt vang ấy. Và chúng ta cứ ướp này khoảng 20 phút cho nó ngấm, sau các bạn cho lên bếp, các bạn đảo lên rồi mình sẽ cho nước dừa tươi là ngon nhất, hoặc là cho nước lọc thông thường, và chúng ta sẽ om, chúng ta sẽ kho. Với thịt trâu thì kho nó nhanh, nó chỉ khoảng mất khoảng 30 đến 1 tiếng là nhiều thì nó sẽ mềm, nó ngon. Còn với thịt bò ấy, thì chúng ta phải kho mất khoảng 2 tiếng hoặc tiếng rưỡi thì thịt bò mới mềm. Nhưng mà riêng thịt trâu thì nó nhanh mềm hơn. Mà thịt trâu tươi như này mình đảm bảo với các bạn ăn ngon và ngọt lắm ạ. Khi mà nó sôi lên này, nó sẽ ra một chút nước. Mà như nước này nó chưa đủ thì chúng ta sẽ cho thêm nước vào. Và chúng ta sẽ đảo đều lên nhé. Và chúng ta cứ om như này. Nhớ là cho nửa vừa đấy, đừng cho to quá, nó sẽ dễ bị chào ấy. Mà nếu nhạt thì chúng ta lêm lếm lại một chút xíu gia vị thôi. Đấy, và om đến khi mà nó mềm, mình chúng ta ăn thử cái miếng thịt và miếng xách này, thấy nó mềm rồi là được. Cái này ăn với cơm trắng này, ăn với bánh mì này, ăn với bún phở này đều rất là hợp. Bây giờ mình sẽ múc ra bát và thưởng thức nhá. Cái màu xách nó sắc nó tự nhiên như này, nhìn nó rất là ngon. Còn muốn màu đỏ hơn thì chúng ta có thể cho thêm một ít màu dầu điều lỗ vào. Còn không thì cứ như thế này đấy. Mình đảm bảo với các bạn là ngon hơn cả bò lấu sốt vang ngoài nhà mình, bé như mình nó nghiện cái món này. Nên một tháng mình làm 1-2 bữa cho cháu ăn ạ. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây. Xin chào các bạn.